này bằng một cái hợp từ dunlapo. Dunmo có nghĩa là được, khó được, do một cái đúng là khó. Khi đun lâu có nghĩa là khó, khó được. Purisa Chanyo, Purisa Chanyo có nghĩa là bậc thánh nhân. Purisa Chanyo, bậc thánh nhân. Purisa là cái một cái người nam. Achanya có nghĩa là cái sanh chủng tốt. Thành ra chúng ta ghép lại thành một cái hợp từ là bậc thánh nhân, bậc thánh nhân. Ná có nghĩa là không, ná có nghĩa là không. So, so có nghĩa là vị ấy, nhưng mà theo cái nghĩa ngữ cảnh này chúng ta phải lấy cái nghĩa là ngài, ngài. Ngài. Sabbatha, mọi nơi. Sabbatha, mọi nơi. Đây là một cái trạng từ. Sabbatha, mọi nơi. Cha giá tí là sanh ra. Cha giá tí là sanh ra. Tiếp tục ở dòng thứ ba, chúng ta cũng được bắt đầu bằng một cái trạng từ giác thác. Giác thác có nghĩa là nơi nào, giác thác có nghĩa là nơi nào. Nơi nào. Xô, xô có nghĩa là ấy, xô có nghĩa là ấy. Cha giá tí, cha giá tí là sanh ra, cha giá tí là sanh ra. Thiro, thiro là bậc trí tuệ, bậc trí tuệ. Thành ra đó, chúng ta thấy chữ sô này thì chúng ta không cần phải thay đổi. Nơi nào bậc trí tuệ ấy sanh ra. Đó. Rồi kế tiếp thì ở dòng thứ tư, tăng. Tăng ở trong cái trường hợp này chúng ta cũng lấy cái nghĩa là ấy, do nó chia theo đối cách thôi, do chia theo đối cách. Cú lăng, cú lăng có nghĩa là gia tộc, gia đình. Nó xuất phát từ danh từ cú lá, cú lá. Gia tộc, gia đình. Khát mê thá tí chúng ta phải tách ra, có nghĩa là xú khăn cộng với ê thá tí. Xú khăn có nghĩa là an lạc, hạnh phúc. Xú khăn, an lạc hay là hạnh phúc. Ê thá tí, ê thá tí có nghĩa là dồi dào hay là thành tựu. Rồi vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử anh mình rất nhiều. Dunlapo Purisa Chanyo Naso Sabbatha Cha Giá Tí Giác Thác Sô Cha Giá Tí Thi Rô Tăng Cú Lăng Xuất Khát Mê Thá Tí. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính lễ Đại Đức Tịnh Đạt mới vừa Quan Lâm Bồ Tung. Bây giờ thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Con xin được thay mặt hỗn ở trong room, trong lớp của Kinh Chuyên Đề, xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng viên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 193. Con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Không biết Thượng Tọa Tề Quyền có nghe được âm thanh của chúng con hay không?
nếu nghe được con thánh thường tỏ cho một tín hiệu. Dạ alo. Alo. Dạ, cho con hỏi Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con chưa? Nếu nghe được rồi, con thỉnh Thượng tọa cho con một cái tín hiệu. Dạ, quý vị ở trong đạo tràng thì nghe, mà Thượng tọa Tuệ Quyền thì chưa có tín hiệu. Alo. Dạ, không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con chưa? Nếu nghe được, con thỉnh Đức cho con một cái tín hiệu. Rồi, dạ. Cô Như Quỳnh cầm mic giùm sư. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ. Tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ, chiết nghĩa từ vựng câu Pháp Quốc Kinh số 193. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Dạ, có lẽ đường nét của sư Tuệ Quyền có vấn đề rồi, nên là sư không sư lại rời rung nữa rồi. Dạ, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tình Đạt vừa quan lâm vào đào tràng. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Tá Xích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính chào người phương Nam. Dạ, sa thú con thấy được vân tay của sư rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiếng quá. Dạ, con kính nhân Minh Trinh Sư ạ. À. Nam Mô Bích Thai, dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Mô Phật. Nãy là quá trời quá đất luôn, không ai nghe gì hết trơn. Nhà Mô Phật. Chúng con thành kính đại lễ Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng trên lễ đến Đức Phật tính, Đức Tình Đạt. Thượng tọa Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room, thân chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawan Tăng Apiwa De Miswa Kato Phakkawata Thammo Thamang Nama Sam Isupatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Nama Ami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dường ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhờ quy lực Tam Bảo hội đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. À, quả thật thì hôm nay có mà được Đại Đức Tình Đạt vào trong room thì rất là hoan hỷ. À, thì cũng cái mong Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ coi như thỉnh thêm như là Đại Đức Huệ Tiến hay là sư Định Phúc và tất cả mọi vị gì đó vào trong room nhiều, thì tất cả mọi người một bàn tay, mọi người một cái sự trợ lực để hộ trì Phật pháp, để hoàn truyền chánh pháp, thì đó cũng là một điều rất là tốt. Và một Phật mong rằng cư nhân Đại Đức Tình Đạt sẽ giúp đỡ cho cái việc thuyết giảng cũng như là thích nghĩa ở trên pháp cú. Thì quả thật thì Đại Đức Pháp thì một ngày cũng bận rất là nhiều việc, và cũng như chúng tôi nghĩ rằng là Đại Đức cũng có thể vào được để sẽ giúp đỡ được, thì Đức giúp như sư Thịnh Pháp cũng vậy, nhớ nhắc là Thịnh nó tính cứ Thịnh hết vào và cứ chen vào. Nếu như quý vị nào mà thiếu cái ngày giờ của chúng tôi, quý vị cứ đi vào luôn cũng là tốt, chứ không có chuyện gì.
chúng tôi sẵn sàng. Nếu như mà có vị nào đó thì nếu mà còn trống thì cứ điền điền vào cái tên của tôi cũng không sao, và chúng tôi cũng thỉnh thoảng chúng tôi cũng vô tham dự ủng hộ, không có chuyện gì. Còn cái các thành viên chính thức thì để Đức Phật Tính cứ cứ cắt đặt, đó là một điều hết sức tốt đẹp. Cũng như bên Trung Diệu Pháp cũng vậy, cũng đã nói được Đức Quỳ Tiến rồi, cũng sẽ nói tôi đảng sẽ thỉnh sự tình đạt vào cho sư phụ Tế Siêu cùng tất cả chư vị giảng sư, nó cũng được mạnh mẽ và cũng được xuyên suốt hơn. Dạ. Rồi xa thú thấy sự uy niệm cho phải. Thì bây giờ thì còn các sư nữa thỉnh cứ thỉnh vào. Để chẳng hạn như vậy đó, là thí dụ như là ngay cả thí dụ như là Đức Phật Tính và chúng tôi, thí dụ như Đức Phật Tính hoạt động thì Đức Phật Tính chỉ hoạt động ở trên cái phủ sóng trên, thì đưa lại những cái giờ, tức là mình trong cái sự dự bị, trong sự dự bị bất cứ lúc nào nếu alo mà có thể được thì được ngay, hơn là phải chất chồng nhiều. Để Đức Phật Tính lưu ý cái điều này, trên tinh thần của chúng tôi là thấy sắp xếp như vậy thì nó ổn hơn. Thì kính thưa quý vị, thời xưa đầu tiên á, là chúng tôi cũng trách nhiệm về cái rung pháp cú này, như điều chúng tôi có nói rồi. Hồi xưa có ông Tâm Phúc, mà sư Tâm Phúc á, thì ông còn tu thì cũng trách nhiệm cho nó, chứ chúng tôi cũng khuyến khích cho tất cả thỉnh chư tăng vào. Đó là buổi đầu tiên của mình thì để cho nó sẽ được liên lạc hơn. Dạ, rồi bây giờ thì chúng tôi xin vào trực tiếp vào cái thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Phuthang Phakkawantang Apiwade Miso Kato Phakkawata Thammo Thammang Namasa Miso Patipano Phakkawato Savaka Sangho Sangkang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ấn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt-ta-ya. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể chư quý vị Phật tử. Bây giờ thì hôm nay chúng ta học câu Phật cú số 153. Quý vị thấy chưa? Cứ nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Rồi chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ vòng quay thì bao nhiêu câu Phật cú 423 câu thì nó không là một vấn đề gì cả. Nó đã nửa rồi đó, đi qua coi như gần nửa rồi đó, nửa đoạn đường rồi đó. Và cứ như thế mà chúng ta vẫn gặp nhau ở trong một cái tinh thần mà thiện sự, một trong cái tinh thần thiện này thì rất là tốt đẹp rồi. Bởi vì trong cuộc đời này, với cái thời gian này, nếu như chúng ta không làm việc đạo mà chúng ta làm những việc khác thì nó đâu có bằng. Nếu như chúng ta làm được việc đạo thì đó là một điều mà chúng ta được nhiều cái điều tốt đẹp. Cũng như câu Phật cú hôm nay cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng phải hiểu. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Mà chúng ta nhớ cái câu mà làng mặt đây và núi rừng kia, cùng thung lũng nọ lối về non cao. Chư vị A-la-hán, trú ở nơi nào, dân cư chỗ mấy, siết bao an lành là như thế. Thì câu chuyện này Đức Phật Ngài ở tại Kỳ Viên liên quan tới câu hỏi của Ngài Tôn giả A-nan. Một hôm Tôn giả A-nan ngồi ở nơi cư trú của mình ban ngày nghĩ thầm, Đức Thế Tôn dạy chúng ta về dòng dõi, có những cái loài voi, có những cái loài ngựa và có những cái loài bò quý. Ngài nói con voi cao quý phát sinh từ giống người là Chát Đanh Tá hay là giống của Bồ Sa Tá. Ngựa quý phát sinh từ dòng dõi Qua La Hát Cát là dòng ngựa chúa, và báo cao quý xuất phát từ cái giống coi như là Đức Can. Còn người cao quý phải xuất phát từ đây. Thì Tôn giả đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi này A Nan, người cao quý không thể sinh ở bất cứ nơi nào, sinh trong một phạm vi đường kính 300 dặm và chu vi 300 dặm của một nước, và không phải sinh ra ở bất cứ gia đình nào mà phải sinh ra ở gia đình dòng sách Đế Lệ hay Bà La Môn. Chúng ta thấy một câu hết sức tuyệt vời, và Đức Phật Ngài nói lên khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Thí dụ như không phải như là cái loài thú, không phải như là các cái loài thú mà nó được sinh
sinh trưởng ở cái nơi giống đó, giống chó đó, giống bò đó, giống ngựa đó, giống báo đó, ở nơi đó. Nhưng con người thì không có ở trong phạm vi, nó đường kính 300 dặm, rất là hay. Không thể sinh ra, đối với các bậc thánh, cái người con người cao quý không có sinh ra ở trong cái đường kính đó, ở trong cái chu vi, ở trong một cái đất nước đó mới gọi là sanh những con người tốt. Mà con người tốt thuộc dòng gọi là sắc đế lị, gọi là sắc đế lị, dòng Bà La Môn, nó là dòng sắc đế lị, hay là mà phải là một thuộc dòng sắc đế lị, không phải là sanh ở bất cứ gia đình nào, mà phải là gia đình đó là gia đình của sắc đế lị, hay là vua chúa mới gọi là con vua lại được làm vua. Mà chúng ta biết là hồi thời mà coi như là phong kiến kêu là con của trời thì sanh ra có nghĩa là giống máu của thiên tử, giọt máu của thiên tử, vân vân. Và vì như vậy cho nên người ta mới tự chấp cho mình là như thế này, là như thế kia. Sở dĩ chúng ta biết thời xưa có một sự chấp rằng người ta là con của Phạm Thiên, người ta con của trời. Con của trời tại sao như vậy? Bởi vì những người đó từ Phạm Thiên đi xuống, hay là sanh trên bắp vế của Phạm Thiên, sanh bên ngực, sanh bên nách, vân vân, thì đó chính là một cái sự định chế của con người. Thì ở trong cái bài kinh mà phân biệt về đại nghiệp tiểu nghiệp phân biệt kinh đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng một người sanh ở trong dòng sắc đế lị, như là người ấy lại sát sanh, trộm cướp, gian dâm, nói dối, dối lừa, uống rượu, thì người đó không phải là một con người tốt. Giống người đó phải là giống tốt. Con người sanh ra ở trong cái này, cái gì kính thưa quý vị, ở trong một cái gia đình thấp kém hạ liệt, nhưng điều tâm tư của người ta tốt, lòng người ta không ác, người ta đó chính là con người cao quý. Ở đây Phật pháp Đức Phật Ngài đã phá cái giai cấp của con người, mà biết bao nhiêu, qua bao nhiêu thời gian của các đạo giáo khác, người ta đã chôn, người ta đã lấp, cố tình đè để dùng một cái quyền lực, để dùng một cái thống trị đó lên cái thân phận con người. Cho nên Đức Phật Ngài là một nhà giải phóng, gọi là một nhà cách mạng trên các nhà cách mạng, cái giải phóng cái sự bức bách, cái sự bị áp bức, cái sự bị mà cách đặt từng thế hệ này, thế hệ kia, từng cái con người này qua cái con người nọ, từng cái đất nước này qua cái đất nước kia, và đặt lên một cái khung của cái biên chế, một cái khung của một cái chúng ta gọi là cái văn hóa, cái hay là ngay cả cái văn hóa kim luôn cả cái cách sống của con người như thế, hay là đặt lên một cái hiến pháp, đặt lên một cái giáo điều, giáo luật buộc người ta phải theo. Ở đây phải nói chúng ta nhắc đến đây thì chúng ta mới thấy thật là kính thương Đức Thế Tôn của chúng ta. Ngài chứng minh và Ngài lật ngược hồ sơ là tất cả những gì mà đã bị che khuất, những gì mà bị giấu kín. Bởi vì những con người, có những con người sắc đế lại, có những người Bà La Môn, có những con người cao sang quyền quý, nhưng thì những con người đó đã có những cái tâm tư ác độc, có những cái tâm tư sàng bậy xấu xa, thì Đức Phật đã nói những con người đó là những người hạ tiện, tệ lậu. Và những con người có những trái tim, có những tâm hồn, có những tấm lòng tốt, đó là những con người tốt, những con người cao quý. Không phải là dòng giống, không phải là sinh trưởng do dòng giống, không phải là sinh trưởng do do một nơi nào mà định đặt, mà có người do cái gì? Do cái duyên, do cái nghiệp mà đi từ lúc này qua lúc nọ. Ở đây khi chúng ta hiểu và chúng ta biết được như vậy, lần thai kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, chúng ta nhớ rất là tuyệt vời. Rồi quý vị biết, vào trong đạo cũng vậy, nếu như chúng ta không khéo thì chúng ta bị cắt đặt một cái áp lực. Quả thật nhiều khi đó, ở trong đạo nó có một cái rằng là nếu mà không ra những cái nghi lễ, không ra những cái giáo điều thì người ta không. Những điều sự thật, cái sự
Đừng có lầm tưởng cái sự tôn trọng đó chẳng qua là tôn tạo cái ngã chấp của chính mình. Chứ không có cái gì, chả có cái gì. À, quý vị biết là nhiều khi là một vị cao hạ trung hạ hoặc là mới tu gì, cái tinh thần ý niệm thiền phải đồng nhất. Một vị hòa thượng 60-70 hạ, một vị tân tỳ kheo, thì trên cái tinh thần tu vẫn ngồi chung lại với nhau được, chứ có chuyện gì hết. Ăn thua cái vị tân tỳ kheo đó có biết cách lễ phép, có biết cách chuyển hóa cho mình hay không, có biết cách tôn kính hay không. Thí dụ như chỗ đó là chỗ của vị thầy mình ngồi thì không ngồi vào đó, chỗ đó của thánh hoàng thì mình biết, mình sinh hoạt, mình tránh né, đấy là thể hiện cái sự tôn kính. Còn nếu như vị thầy mà chấp chỗ này là của tôi, không ai được phép ngồi, thì cũng là sai lầm luôn. Cũng sai lầm. Nhưng điều mà ở đây thì chúng ta biết là ở trong, chứ đừng có nghĩ rằng là một số người nói rằng nhiều khi phân cấp là đây là hòa thượng, đây là thượng tọa, đây là các vị mới tu gì đó. Chẳng qua là con người phân biệt thôi. Nói như vậy cho những người nhỏ, cho những người mới tu hiểu biết được cái tính như vậy mà về sau để mà hành xử, chứ không phải là ngang hàng. Áo mặc không qua khỏi đầu. Nó là như thế. Ở đây khó gặp bậc trí tuệ hay là bậc thánh nhân, đâu có dễ dàng được. Bởi vì tại sao như vậy? Tâm tư con người mà nó ác xấu, tâm tư con người mà nó tệ hại, chúng ta không dễ dàng mà đối diện với những người đó đâu. Rất là ít, mà không phải dễ có. Cái hàng quý hiếm thì không phải là hàng tầm thường, mà hàng tầm thường thì nó không còn quý hiếm. Nếu mà hàng quý hiếm thì không đụng hàng, mà đụng hàng thì không phải là hàng quý. Thì cũng như thế, từ trong sâu thẳm của mỗi con người tạo cho mình cái quý hay là cái không quý. Từ trong sâu thẳm của mỗi con người cho mình một cái chỗ nơi đúng hay là không đúng. Thì thí dụ như tại sao mà câu nói rằng làng mặt đây và núi rừng kia cùng thung lũng nọ lối về non cao, vì thánh trú ở nơi nào thì dân cư trong ấy sức bao an lành. Ở nơi đó các vị chư thần chư thiên hoan hỷ, ở nơi đó cái sự đảnh lễ, cái sự cúng dường của ngài phước lành vô thượng, sức bao an lành. An lành là bởi nhiều thứ, nhiều điều. Khi chúng ta gần được các cái bậc thiện trí thức á, thì trí chúng ta sanh. Chúng ta gần được những người mà có cái hiểu biết, có cái đa văn quảng diễn ấy, thì chúng ta sẽ học được nhiều. Còn chúng ta gần ở những người nào mà cứ y ạch thì chúng ta bị thua lâu. Như chúng tôi vô chúng tôi học, chúng tôi nói thành thật cho các tăng ni sinh nghe, mình đi vô mình học, mình tu mình học để mình hiểu. Chứ đừng nghĩ rằng mình vô mình tu, mình đi theo mấy người cúng kiến á, thì mình cho rằng đó là cái điều mình tu, cái đó là sai. Thì đang phải nói bài bác, những điều mình đi vô, mà cái đi theo bên gọi là ban kinh sư. Ban kinh sư là gì? Ban đi cúng. Thì kinh sư là một người rất là quan trọng. Hiểu tới cái chữ kinh sư của Phật nó rất là lớn. Là một vị thuyết giảng, là một vị thuyết luật, là một vị thuyết pháp, là một vị giảng đạo. Chứ phải kinh sư. Kinh sư ở đây có nghĩa là người thầy để dẫn giải kinh luật, chứ không phải là kinh sư là người thầy để làm diễn ra đàn tràng, cứ như là để cúng kiến. Không có cái chuyện đó. Bởi cái đó là người sao đã lạm dụng từ ngữ và cũng như là đã nhân danh công lý. Chúng ta nói thẳng chỗ này, Phật không có dạy kinh sư, Phật không dạy con người cúng như thế này, cúng như thế kia, chỉ là tưởng nhớ, chỉ là cúng kiến một cách gọi là căn bản. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không thể mà chúng ta nói như đề đạt người ta như thế này, đề đạt như thế nọ, cho nên cũng không nên như vậy. Cái hình thái của Phật pháp, của đạo pháp này
nó vào đời với nhiều sắc thái, nhưng nó vừa thì nó sẽ đẹp mà nó quá tải, nó quá lớn á, thì sự nguy hiểm vô cùng. Nó làm mất đi một cái nội dung của đạo, bởi vì cái gì mà hình thức mà nó trỗi dậy thì cái nét chân phương của nó không còn. Một con người diêm dúa áo y áo lụa coi như là quá là tốt mà tự cho mình là tốt, thì người đó hãy xét lại, nó không bằng, nó mất đi một cái nét chân nguyên, nó mất đi một cái nét tức là thùy mị, đơn giản, hiệu quả, chất lượng, mà nội lực, nội tâm, cái vẻ đẹp trong tâm hồn toát ra ngay cả thân thể được một phần sáng ngời. Đành rằng người đẹp nhờ lụa, một cái gì đẹp đó cũng nhờ cái hình thức, nhưng nếu như quá đáng thì nó không giá trị. Thì Phật pháp này ý chúng tôi muốn nói như vậy đó, đối với bậc trí tuệ chúng ta phải nói rằng là gần được bậc trí tuệ hay được gặp bậc các bậc trí thì lành tai từ sự chưa biết sẽ biết, nếu như đã biết thì sẽ biết rõ hơn, nếu như gì mình chưa học mình sẽ được học, mà những gì mình đã học thì mình sẽ học hay hơn, mình sẽ học được tốt hơn, mình sẽ học hay hơn, đẹp hơn. Đây chính là điều mà tất cả chúng ta phải nhớ như vậy. Quý vị biết cái mới thật là lâu, phải thật là lâu mới có một bậc chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thật là lâu, là lâu một con người mà chúng ta biết là tạo cái thời thế cho chính mình, gọi là anh hùng tạo ra thời thế, chứ không phải là thời thế tạo ra anh hùng là chuyện thường. Nhưng anh hùng phải tạo ra thời thế, như trong cái lời mà cảm từ chúng tôi nói tới đấy, hòa thượng ân sư đó, chúng tôi nói một câu vào những lúc mà khó khăn, người ta không có ăn kìa, củi quế gạo châu, biển dường như đã cạn, rừng dường như đã cháy khô, và đâu có miếng ăn, có miếng uống, thì nó mới là một giá trị. Chứ ngày hôm nay mà có gạo, có đường, có sữa, nó không phải là một vấn đề nữa. Thì ở đó muốn nói rằng anh hùng sẽ tạo ra cái thời thế. Chứ bây giờ thời thế bây giờ tạo ra được những người anh hùng với những văn bằng, với những học vị như thế này thế kia, nó không phải là vấn đề nữa. Cái đó chúng tôi nói cho vị nghe một cách thật sự như vậy đó. À, thì ở đây cũng muốn nói rằng đối với con người, có những con người vĩ đại, có những con người tốt đẹp. Tại sao nó tốt đẹp? Tại vì người ta làm chuyện người khác khó làm, người ta có thể có được cái phước trí, hay là có được một trí tuệ, có được một sự hiểu biết mà người khác khó có. Người ta có một cái tâm hồn mà người khác có, người ta khó có. Người ta có được cái sự dung chứa mà người khác không thể dung chứa được. Và người ta có sự phổ cập, và người ta có một cái tấm tình để gửi lại cho tất cả, thì nó rất là khó. Còn chúng ta bị còn hạn cuộc lắm, còn hạn cuộc lắm. Còn người A, người B, người C, còn là người thương, người gần, người ghét, người không ghét, vân vân, người vừa lòng, người không vừa lòng, vừa lòng hay không vừa lòng gì cũng là như thế. Bởi vì đối với các bậc Bồ Tát, người ta vào đời nó khác hơn là chủng phàm phu, với nhiều cái sự hiềm tị, với nhiều cái sự oan kết, với nhiều cái sự oán hờn, khác nhau xa luôn đi, thật là xa. Trên cõi đời này
cho nên mới khó, cho nên mới hiếm, cho nên nó không gặp được. Tại sao mà người ta gọi là đại tùng cổ thụ? Bởi vì cây đó vững chắc, cứng cáp, đã che mát cho nhiều. Bây giờ đại tùng cổ thụ đó đổ xuống, ngã xuống thì mất mát đi cho tất cả. Bởi vì chính vì vậy cho nên người ấy, cho nên ở những người như thế, khi mà mất mát đi thì nơi đấy chúng ta thấy cái sự thuận duyên, cái sự tốt đẹp nó không còn nữa. Chắc chắn nếu như gặp được những minh sư, gặp được những người tốt như vậy thì chúng ta sẽ được tốt, và được tốt như vậy thì đại chúng sẽ an lạc, lan lành, đại chúng sẽ an lạc. Trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, đây là một điều thực tế. Rồi chúng ta phải chia lìa, rồi chúng ta phải ra đi. Nhưng được cuộc sống chúng ta được an lạc hay không được an lạc là do, ở đây do cái nhân thân cận, do cái nhân gần kề, và do cái nhân chúng ta gặp được nhau hay không. May mắn chúng ta gặp được một người chồng, may mắn chúng ta gặp được một người vợ, ngay cả may mắn chúng ta người cha, may mắn chúng ta gặp được một người mẹ thiện duyên, chánh kiến, tâm hiền, tâm lành. May mắn chúng ta gặp được một người bạn tốt, thì đó là mọi việc tốt. Còn nếu như chúng ta gặp những người bạn xấu, thì chẳng những khó gỡ, khó tránh, khó né, và khó lường được cái tâm ác của người. Cái điều này nó thực tế lắm quý vị. Không biết người ta tốt với mình lúc nào, không biết người ta xấu với mình lúc nào. Đó chính là do cái nghiệp, nghiệp quả của chính mình. Tại sao mình gặp một cái người ác xấu quá, họ luôn luôn làm cho mình phải đau khổ, mà họ luôn luôn làm cho mình đau khổ, mà chúng ta lại chấp nhận cái đau khổ của người làm cho mình. Đó chính là cái nghiệp của mình. Mình không dám đối phó, mình không dám dùng vậy, thì chính là tự chúng ta đã cái gì? Đã quá bất lực, đã quá dở và đã yếu. Và rồi chúng ta nghĩ, chúng ta không tìm ra một cái phương án nào, thì tất cả ở đây muốn nói rằng, đó chính là nơi đó chúng ta không an lành, nơi đó chúng ta không an lạc. Những con người thôi, chứ chúng ta là những con người thôi, sống trong một xóm làng, mà xóm làng đó có nhiều người ác xấu, có nhiều cái phần tử mà chúng ta gọi là phần tử xấu, thì cái xóm giềng đó nó không được tốt. Mà Việt Nam kêu là ở nơi nào mà có nhiều người mà hút chích xì ca ma tí thì chắc chắn rằng nó mất mát và nó bất ổn vô cùng. Và còn nếu xóm giềng nào đó mà những con người sống có cái một ít, chúng ta gọi là có một cái sự tương thân tương ái, sống có một cái sự tôn trọng, sống có một cái sự hiểu biết, chúng ta đã biết thì nó rất là tốt. Thì đó chúng ta mới chỉ nói cái hình thức bên ngoài thôi, còn nó còn thâm con người bên trong, giữa những người chồng giữa những người vợ, giữa những người cha, những người mẹ, những người bạn bè, những người thân, thì lại càng là khó nữa, lại càng là đặc biệt, để càng là nhiều cái mà chúng ta lại càng mà chúng ta phải nói nữa. Rất là lạ quý vị. Vì vậy cho nên, bởi vậy cho nên á, chúng ta có đầy đủ cái sự thuận duyên. Còn nếu như không thì sự thuận duyên chúng ta phải biết tránh né. Khi gặp những con người không có thiện, nếu như gặp bậc thánh nhân, gặp bậc hiền trí, gặp bậc thiện trí, gặp hiền lành, thì chúng ta dầu chúng ta phải biết cầm nắm, và dầu cho đuổi chúng ta cũng không đi, đánh chúng ta cũng không chạy. Còn những con người mà có những cái tâm ác xấu, những cái tâm mà mưu mô, thì kính thưa quý vị, ngay cả họ dàn trải cho ta, trải thảm cho ta, coi chừng chúng ta bước lên và chúng ta hụt chân, chúng ta tự chôn chân, chúng ta giết chết cả đời mình luôn. Cho nên ở nào mà có những con người tốt nó trú ngụ, có người tốt ở đây, nếu chúng ta cho là bậc thánh thì điều đặc biệt là có người tốt ở đây, ý không tham ác sân ác, ý không tà kiến ác, ở đó là một con người gọi là căn bản tốt,
hay ít nhất người ta có cái gì, có cái tư cách một chút xíu, có một lòng tự trọng với chính họ một chút, có một sự tự ti với chính họ thì cũng lành thay nữa. Chứ gặp những con người bất chấp thủ đoạn, gặp những con người làm những cái việc mà quậy quạng lộn xộn thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ rất là đau khổ, chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Và vì vậy cho nên phải nói rằng Đức Phật đã nói cái con người, xin nhắc lại ở trong cái câu chuyện này, không có con người tốt người xấu ở nơi chốn. Chẳng hạn như là ở Việt Nam này mới có người tốt, ở miền Nam này mới có người tốt, ở miền Bắc mới có người tốt, ở miền mới có người tốt, và ở miền Nam mới là xấu, ở miền Trung mới là xấu, miền Bắc là xấu. Tất cả nơi nào cũng sẽ có xấu có tốt, hay là nơi con người nào cũng có cái thiện cái ác, nơi con người nào cũng có cái căn tánh thiện, cái căn tánh ác. Nếu như con người không biết duy trì, không biết chuyển hóa cái căn tánh thiện của mình, không biết diệt trừ và không biết tu tập, không biết tránh né để vượt qua cái ác, thì kính thú vị thì chính là một đất ác, là như vậy. Cho nên cũng như là hay lắm, là Đức Phật dạy nếu như mà rồi đó các ngươi ở không được yên vui thì các ngươi hãy sinh ra đi. Nếu như vị thầy đó không cho chúng ta sinh một lần hay là ba lần đó đi, nếu như cái tâm tư của mình tu không có tiến triển, tu không có tiến hóa, và chúng ta không học được nhiều cái điều tốt đẹp. Còn nếu như ở nơi đó mà chúng ta học được nhiều cái điều tốt đẹp, cái sự tu tập, cái thân tâm của chúng ta được được tiến hóa, được tốt đẹp, thì dầu cho cái đánh có đuổi chúng ta cũng không không nên đi. Lời Phật cũng dạy như vậy đó. Cho nên đây là khó gặp được các bậc thánh, khó gặp được các bậc hiền trí. Mà khi mà gặp được bậc hiền trí, gặp được bậc thánh, gặp được các bậc chân tu, gặp được các bậc có một cái sự hiểu biết, có một cái tấm lòng, thì chúng ta biết trân quý và gìn giữ. Thì cái gì cũng vậy, chúng ta phải so sánh. Thí dụ như bây giờ các bậc thánh của ngày xưa, rồi các bậc thầy của ngày nay, thì cũng từng cái cung đó mà chúng ta biết lựa chọn. Chứ bây giờ chúng ta đừng có lấy cái bậc thánh mà chúng ta so sánh với một tâm của một vị thầy phàm phu ở ngay cái chỗ mình đang, ngay chỗ mình sống, và chúng ta té một cái bệnh chúng ta thất vọng thì cũng không được. Nó tùy theo một cái thời gian của vị đó. Nhưng tất cả ở thời cuộc nào cũng vậy, ở lúc nào cũng vậy. Nhưng còn cái ý niệm thiện, còn một cái tánh thiện, còn một cái căn bản để tiến hóa. Cái điều này đòi hỏi chúng ta phải có một cái lòng, phải có một cái tâm lớn, phải có cái lòng lớn, phải có một sự hiểu biết rộng, phải có một sự hiểu biết mở rộng nữa, to lớn nữa, thì chúng ta sẽ được tốt. Còn bằng không rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy cuộc đời này phải nói rằng là được thua mất còn hay dở vân vân, tất cả là do chính mình tạo. Mình tạo ra rồi mình phải chịu trách nhiệm với cái việc của chính mình. Bởi vậy ở trong Phật pháp dạy chúng ta phải biết quán xét, và khi chúng ta thấy như vậy rồi chúng ta tránh né. Nếu như nơi đó là một gặp những người tốt đẹp thì chúng ta cần phải thọ giáo, cần phải thủ trì. Còn nếu như gặp những người ác xấu, không phải là bậc trí, thì chắc chắn rằng bản thân ta, gia đình ta cũng không an lạc, thì nên tránh né đi. Bởi vì chắc chắn rằng không bị ngày hôm nay cũng sẽ bị ngày mai. Cho nên cuộc đời này là một cái gì? Nó là một cái sự cộng sinh của nghiệp quả giữa người này với người nọ, giữa những người chưa quen nhưng đã quen, giữa những người chưa gặp sẽ gặp, với những điều chưa như ý muốn chúng ta sẽ gặp, với người với những điều như ý muốn rồi chúng ta cũng sẽ gặp. Nó là một sự đấu chỗ, nó là một sự biến chuyển liên tục. Tại sao một con người rất là lạ
nhưng rồi cũng sẽ quen quen nhau, rồi cũng sẽ quen biết. Rồi một người rất là thân, rồi phải chia lìa, rồi phải ra đi. Tất cả là một cái nhân quả tức thì, tất cả là một cái mối liên kết, được tốt, được xấu. Nhưng nếu chúng ta biết lựa chọn, mới chúng ta biết vì cái sự lựa chọn đó, mình được an lạc, gia đình mình cũng được an lạc, những người xung quanh mình được an lạc. Bởi vì chính, nếu như chúng ta chủ trì bằng trong tâm tư của mọi con người, bởi vì khi chúng ta gặp gần bậc thánh, chúng ta lễ bái, chúng ta cúng dường, chúng ta học hỏi, gần những người hiền, gặp những tốt, gặp những người trí tuệ, thì chúng ta chuyên làm những việc lành hơn là chúng ta làm các cái việc ác. Thì đó chính là những điều mà người đệ tử cần phải có một cái tâm, cần phải có một cái lòng để mở, để động, để hiểu, để tất cả được an lạc. Thì tất cả xem như rằng khó được gặp bậc trí tuệ, khó gặp được bậc hiền quý kính, khó được gặp bậc hiền nhân. Mà khi đã gặp rồi thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ được cái an lạc. Được cái an lạc đó là gì? Cái ý niệm thiện, cái căn tánh thiện của mình, nếu đã có thì họ sẽ ung đúc, họ sẽ tạo thành cho nó phát triển mạnh cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta bị khuất lấp, hay là chúng ta chưa có được những cái thiện tâm, thì họ sẽ có cách để họ làm cho những cái thiện tâm chúng ta nó khởi sanh, những cái ý niệm lành, những ý niệm thiện mà qua tam nghiệp của chính họ, họ có thể giúp cho chính chúng ta. Đấy là điều đặc biệt. Thì nếu như trong cuộc đời này làm cái gì, là cái kiếp này là một kiếp xem như chúng ta có một sự đổi thay, khi như có một sự chỉnh sửa. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta hiểu biết được Phật pháp, may mắn hiểu được nhân quả, may mắn hiểu được có sự tu tập, có cái sự chuyển hóa, tất cả sẽ được an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Giờ xin chúng tôi có đôi điều dẫn thiết qua câu pháp cú số 193 là như vậy. Để có điều chỉ xin thất kinh ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hiển cho. Kính nhân Phật Pháp là Đức Trời Đức Thánh Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh ký linh ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở các nơi của quý vị, và kính dân Phật Phước này đến sư trưởng cũng như là sư huynh của chúng tôi, mong sư trưởng và sư huynh cũng như tất cả những người hiểu biết được, xin hãy được ân thêm công đức này và hậu được tấn hóa an lạc trong Phật pháp. Và kính gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả được an lành tốt đẹp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Dạ thú sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học thành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân bích đến sư. Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa buddha nu phave na sara sati kovan tu te. Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa dhamma nu phave na sara sati kovan tu te. Sapa mangalang